Điền tướng quân là khách từ xa tới, hoàng thượng rất muốn triệu kiến. Nhưng tại vì việc quốc gia chính vụ quá nhiều, và những việc nhỏ nhặt này hoàng thượng không thể tiếp kiến, lão thần xin được thay thế. Tào đại nhân vì hoàng thượng mà làm việc, như vậy cũng giống nhau thôi. Lần này tại hạ tới là vì việc nghị hòa, vì vậy quốc gia của ông quân lực đầy đủ, binh sĩ ai cũng tinh thông thiện chiến, vốn đã có chuẩn bị tinh thần tác chiến rồi mà. Nhưng vì niệm tình triệu quốc biết điều và biết tình thế, nếu như có ý hòa đàm thì chúng tôi sẽ không tấn công nữa. Thực ra việc này có liên quan tới Thiên Điểu Lâm. Thiên Điểu Lâm đương nhiên phải thuộc về bản đồ của Tề Quốc. Ngoài ra các người còn phải cắt nhượng Tĩnh Dương, Diên Thành, bốn cái tỉnh này cho chúng tôi. Còn nữa, 100 vạn lượng hoàng kim, 1000 con tuấn mã, 10 vạn tơ lụa. Từ đó về sau, năm nào cũng phải cống hiến điều điều. Nếu như chấp hành tất cả những điều lệ đó, chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thái bình. Tào đại nhân, điều kiện mà ông vừa đưa ra tôi nghĩ là hơi quá đáng. Nếu như nước của các người quy về nước của ta thì có thể còn giữ được sinh mạng. Nếu như Điền tướng quân không chấp nhận, tôi e là quý quốc sẽ có cảnh rối loạn đó. Khốn nạn, ta tới đây hoàng nghị không phải để xin các ngươi tội nghiệp. Tào đại nhân, ông đã hiếp người quá đáng rồi. Ta đã cho ngươi con đường sống, nếu ngươi muốn tìm cái chết ta cũng không cản ngươi đâu. Ngươi muốn sao cũng được. Được, chuyến đi này coi như ta đã bỏ công vô ích, không cần phải nói nhiều. Cái lồng đèn này là bảo vật của Khang Nhi đó. Nó kêu tôi nhất định phải giao cho cô. Đẹp quá, anh nhất định phải cảm ơn Khang Nhi giùm tôi. Thật ra lần này tôi tới Tây Quốc để nghỉ hòa, nhưng mà chưa gặp được Tề Dương thì đã xảy ra những chuyện không vui. Thật ra Tề Triệu có ý giao chiến, tôi cũng có nghe qua. Phải rồi, tôi nghe nói cha của Tôn Huynh là một cẩn thận ở trong triều. Hồng nội cô nương, tôi hy vọng là cô có thể thuyết phục được họ, đừng làm chúng tôi phải xuất trận, để có thể tránh tai họa của chiến tranh. Đừng cánh, anh giỏi thiệt, mượn kế này ha. Ta sanh tới đây, cũng may anh tới kịp, nếu không thì em bị người ta gạt rồi. Tôn Huynh, Huynh hiểu lầm rồi. Không có lầm, tôi chính tay nghe được anh nói những lời thừa thải, có phải là muốn đeo đuổi cổ không? Ha, còn tặng lồng đèn nữa. Tôn Huynh, tôi và Hồng cô nương thật ra chỉ là bạn thôi, tuyệt đối không có chuyện trai gái. Anh đừng nên trách làm cổ. Ta không trách cổ, ta trách ngươi. Nói hết chưa? Đi. Tôn Huynh, đợi chút. Tôn Huynh, nếu như Tề Triệu hai bên giao chiến thì bá tánh khó tránh cảnh thương vong. Tôi xin gửi gắm Huynh, hai nước có giao chiến hay không không phải do tôi định đoạt. Huống chi tôi phải cùng với anh thi đấu lại. Thế nào, sợ hả? Tôn Huynh, tôi trọng anh là vì anh là hậu nhân của Tôn tiên sinh, cho nên đã nhiều lần nhân nhượng với anh. Anh nên biết là những người học võ họ đều phải có võ đức. Chúng ta là những người tướng lãnh, hàng ngàn sinh mạng của bá tánh và các binh sĩ đều giao hết trong tay của chúng ta. Nhưng bây giờ anh lại bợp chợp như vậy, trách nhiệm của Tôn gia anh làm sao mà đảm đang được chứ? Nếu như có cơ hội thì ở chiến trường chúng ta phân chia cao thấp, tôi sẽ không giống như lần trước đâu. Anh nên biết rằng xưa nay Tôn gia bách chiến bách thắng. Tôn Huynh, nếu nhanh nhất định phải có chiến tranh thì phải vì chính nghĩa mà chiến thắng. Nếu nhanh nghĩ tới tư thù thì anh nhất định sẽ là người thua. Đương nhiên là anh muốn tôi thua. Anh muốn sỉ nhục tôi trước mặt của Hồng Nô phải không? Được, nếu tôi thua lần nữa thì Hồng Nô thuộc về của anh. Hẹn gặp nhau ở chiến trường. Tôn Huynh, Tôn Huynh, anh phải ra trận đó, mở cửa đi. Em không muốn gặp anh, vậy là em còn giận anh hả? Anh đi đi. Anh biết cái đêm đó anh nói chuyện hơi quá đáng chút, nhưng mà em đừng trách nha.
Chặt củi bẻ gỗ tuy là anh ta khỏe, nhưng mà hành quân đánh giặc thì không bằng Tôn gia mình đâu. Anh tưởng là đánh thắng giặc là quay phong sao? Em là người vợ chưa được cưới hỏi, anh đã lấy em ra mà cá trận với người ta. Anh ta từng trước mặt của em thắng anh mà. Nếu anh lần này không đánh bại anh ta thì làm sao mà anh ngẩng đầu lên? Em thích anh không phải là vì anh hùng cái thế đâu. Không may mà anh ta thắng thì sao? Đem em ra để thương lượng hả? Tuyệt đối không phải. Sợ dĩ mà lần trước anh thua tại vì anh quá khinh địch thôi. Lần này anh nhất định không khinh địch nữa. Anh đã ngụy quốc vì em mà phá đi cái tương lai. Tại sao anh làm bất cứ chuyện gì không suy nghĩ cái hậu quả? Chúng ta gần nhau trải qua ba gian khổ, chẳng lẽ nào anh còn chưa tin tưởng em sao? Không phải là anh không tin em, nhưng mà tại em quá lương thiện đi, anh sợ là em bị gạt mà không biết đó. Điền tướng quân không có giống như hạng người anh vừa nói đâu. Nói tóm lại, trận chiến này không thể không đánh. Sau khi thắng anh ta thì chúng ta thành hôn. Và sau khi thành hôn rồi, anh sẽ không nghĩ bậy bạ nữa. Mọi việc đều nghe theo em, chịu chưa? Anh này nè. Ây da, đau quá đi. Thời gian không còn nữa, anh đi nha. Nè, tự mình phải cẩn thận, đừng có làm cho người ta lo lắng. Em lo lắng cho anh sao? Em nha, phải tự bảo trọng đó. Đừng có nhớ anh nhiều quá. Xuất phát. Tôn Thận xuất binh và đã đánh được hai trận đầu, đã đánh bại quân của Điện Cảnh. Đây là Thiên Điểu Lâm, hai bên này đều do chúng ta và đại quân của Tề Quốc đóng giữ. Đây là thảo nguyên không nguy hiểm lắm, cho nên chúng ta có thể đóng quân tại chỗ này. Chỗ này rầm cuốn sơn cao ngút trời mây, trước mặt là đồi núi lạ làm bình phong, phía sau là đảm ao khe suối có thể ngăn được quân địch, có thể nói là chiếm địa lợi binh gia tất tranh. Điền Cảnh nhất định lấy Thiên Long Sơn. Ai có thể xuống được ngọn núi này thì gần như có thể quyết định thắng bại của trận chiến. Nói như vậy, trước tiên phải chiếm cứ Thiên Long Sơn. Trận chiến này chúng ta phải nắm chắc phần thắng. Như vậy chúng ta phải làm sao? Cùng với anh ta thi tốc độ, chúng ta nhất định phải nhanh hơn. Việc mà hắn ta nghĩ tới, ta đã nghĩ trước rồi. Muốn thắng ta hả? Đừng có mơ. Phải thắng, không được thất bại. Xuất phát. Dạ. 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 Đã hồi báo quân của Điền Cảnh đã tới dưới chân núi Thiên Long rồi, nhưng cũng giống như chúng ta vậy, chịu trận trong cơn mưa lớn này. Qua được con sông này, đi thêm hai ngọn núi sẽ tới Thiên Long Sơn. Điền Cảnh không nhanh hơn chúng ta đâu. Nhưng mà trận mưa này thiệt là lớn quá đi. Thuộc hạ có ý kiến này, hay là ngừng lại nghỉ ngơi, đợi trận mưa này dứt rồi mới tính sao đi. Trận mưa nhỏ này làm sao mà cản ta được chứ. Chúng ta phải giành được Thiên Long Sơn trước khi Điền Cảnh tới. Mạo hiểm tiến binh dưới cơn mưa, tôi e là binh sĩ chịu không nổi. Chúng ta có phải là chặt cây làm cầu không vậy? Binh lực chúng ta lên đường đã 2 ngày rồi, các binh sĩ thiệt là vất vả. Đúng vậy, chúng ta bị cản trở bởi mưa lớn, tụi nó không chiếm được ưu thế của mình đâu. Có câu binh gia thần đốc, nếu như mà đợi chuẩn bị xong xuôi mới ra trận thì đã quá trễ. Chúng ta mỗi bước phải nhanh hơn Điền Cảnh, để coi hắn làm sao mà đấu với ta. Tôn lão tướng quân, chúng ta
ta phải theo lời của Tôn tướng quân mà hành sự đi. Lập tức qua sông, không được chậm trễ. Dạ. Hey. Bây giờ trời mưa đang rất lớn, mọi người nghỉ ngơi chút đi. Lấy được Thiên Long Sơn. Ấy, tuy là địa hình quan trọng, nhưng sĩ khí của binh sĩ càng quan trọng hơn. Đồng thời với khí hậu này, nếu chúng ta lên núi, làm như vậy sẽ khiến cho mọi người hoảng sợ. Họ đâu có tinh thần để mà chiến đấu. Nhưng chúng ta để binh sĩ quy tụ một điểm. Nếu như bị địch quân bao vây, thì chúng ta buông tay chờ chết sao? Ấy, các người đừng khẩn trương. Chúng ta nhờ sự tương trợ của binh sĩ. Nếu binh lực của mình phân tán, thì họ sẽ bao vây mình. Ta tin là binh lực của họ sẽ bị yếu kém đi. Trong Tôn Tử binh pháp Tư Thực Phiền có nói. Ta chỉ thủ một, còn địch thủ 10. Đương nhiên giữa 10 và 1, chúng ta đâu có thể chống lại họ. Tôn Tẫn là hậu nhân của Tôn Võ, người nghĩ được điều gì là anh ta nghĩ được điều đó. Anh ta nhất định có nghĩ tới, nhưng mà anh ta nhất định không làm như vậy. Bởi vì anh ta gấp lòng, muốn được chiến thắng cho sớm. Vì vậy đã phái một số người chặn đường phía sau của chúng ta. Như vậy không phải tốt lắm sao? Bây giờ hãy lập tức truyền lệnh, kêu tất cả binh sĩ nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai chúng ta quyết đấu với họ một trận sống chết. Nhưng mà đêm nay không sợ bọn họ đột kích hả? Tôn Tẫn nhất định danh chánh ngôn thuận đánh bại ta. Hắn ta nhất định sẽ không bao giờ đánh lén. Trận chiến này không thể tránh được. Rốt cuộc ta chiếm được đầu núi rồi. Điền Cảnh, anh đấu không lại tôi đâu. Tuy chúng ta đã chiếm được địa thế, nhưng mà tất cả binh lính đều mệt mỏi, không thể khai chiến. Con không thấy vậy. Con tính là từ lúc bọn chúng chặn đứng không vững, thì lập tức phái một đại đội quân tới, vây hãm chúng nó lại, chặn đứng con đường thoát. Tướng quân, xin hãy suy nghĩ lại. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của binh mã. Tướng quân, anh ta nói như vậy là đúng. Dùng binh chi đạo là dựa vào sách lược, không thể dùng binh lực nhiều. Nếu mà dùng binh lực để cân đo thắng bại, thì đừng có để ta dẫn binh. Tướng quân, trước mặt của đại vương, tướng quân xin cho tiểu tướng xuất binh, thì hãy tin vào tiểu tướng. Sao vậy? Vạn sự nên cẩn thận. Sáng sớm ngày mai, chúng ta dẫn một vạn binh mã bao vây chúng. Tướng quân, người đã bị cảm mạo, ở lại trong trại để chuẩn bị tiếp viện. Có hơn 100 tên không được khỏe, có thể là vì mệt trong cơn mưa, sợ là chống không nổi. Thì là quá đáng. Hai bên đối trận mà nói lên những lời làm hại lòng sĩ khí của binh sĩ. Nếu còn nói nữa, ta chém đầu ngay. Dạ.
sao rồi? Ông không sao thì tốt rồi. Không sao. Tôi muốn gặp mặt mẹ của tôi. Được, ta sẽ đưa ngươi về. Ngươi ráng chịu nha. Mẹ. Ráng nha. Ngươi sẽ không sao đâu. Ngươi có thể về gặp mẹ ngươi mà. Ngươi có thể mà. Tại sao anh bị thua không? Đó là bởi vì con người của anh quá háo thắng. Trời mưa đang lớn như vậy mà anh cho mọi người hành quân hay sao? Như vậy thì đâu còn sức để mà đánh giặc. Thực ra tôi không muốn đánh trận này. Anh đi đi, dẫn binh sĩ của anh về đi. Nếu như anh muốn tiếp tục gây chiến thì sinh mạng của người vô tội sẽ càng chết nhiều hơn. Đi. Đã bị tiêu tan. Mong tướng quân trị tội. Con trai tôi không vậy. Bà Trương à, tôi nhận được tin con của bà Bình An đó mà. Con của bà Bình An đó. Có thiệt không? Bình An rồi. Hả? Đừng gỡ tôi nha. Thật mà. Bà hãy nghỉ ngơi chút đi nha. Chút nữa con bà trở về tôi báo tin cho bà sao. Gia đình của bà Trương xảy ra chuyện gì? Thiếu gia vẫn điên dạng binh mã, tất cả đã bị tiêu diệt rồi. Không biết con của bà Trương ở trong trại của lão gia hay là ở trong trại của thiếu gia. Hy vọng ông ta có thể gặp được may mắn. Vậy Tôn đại ca có chuyện gì không? Thiếu gia không có sao. Nhưng mà nghe nói đại thần trong triều đã phái người đi nghị hòa rồi. Lần này không biết phải bồi thường lại bao nhiêu thành trì. Thiếu gia lần này thua một cách thảm hại quá đi. Mẹ à, chừng nào cháu có còn cái gì vậy? Cháu còn nhất định là sắp về tới rồi đó. Sắp về tới rồi đó con. Hả? Chờ chút đi. Sao không sao, chúng ta về đi. Mình về. Tướng quân, thằng Diện Ngưu của tôi đâu? Con của tôi Diện Ngưu đâu rồi? Sao chưa thấy nó về? Hả? Diện Ngưu. Tướng quân à, con của tôi đâu? Tại sao không thấy con của tôi? Nếu như chết rồi thì người phải mang tôi lại cho ta chứ. Con à, tại sao? Cuộc chiến tại Phan Long Sơn, Tề Quốc đã bị đại bại và Thiên Điển Lâm đã thuộc về bản đồ của Triệu Quốc. Ngoài ra còn phải cắt nhượng hai thành trì. Tề Dương nổi trận lôi đình, đem cha con của Tôn Tẫn hạ xuống 3 cấp. Cha của Tôn Tẫn vì quá uất ức nên đã ngất xỉu.
Em làm gì vậy? Anh không nhớ đã từng nói rằng nếu nhìn thua trận chiến này thì Hồng Nô phải thua cho Điện Tướng Quân sao? Hồng Nô, anh nói đùa thôi mà. Anh là một người thích nói đùa, bất kể chuyện gì cũng không nghiêm chỉnh. Lúc đó anh có nói, nhưng mà Điện Tướng Quân không chịu. Anh ta rộng lượng không để trong bụng đâu. Thánh nhân đều có chết, người vô tính bất lập. Tại sao ta phải thua? Tại sao ta lại không nghĩ tới hậu quả đó chứ? Hồng Nô, đã biết trước ngày hôm nay tại sao anh phải làm như vậy? Hồng Nô, đừng đi. Tôn Tử này nam tử hán đại trượng phu, đầu có thể rơi, máu có thể đổ. Nếu hôm nay Điện Tướng Quân hỏi tội thì anh sẽ dâng đầu của anh. Nhưng mà hai chúng ta có duyên có phận, anh làm sao có thể dâng em cho người khác chứ? Em với anh tuy không phải phu thê, nhưng mà sau khi rời khỏi Ngụy Quốc, em quyết không lấy chồng nếu người đó không phải là anh. Nếu không phải vậy, em đâu có theo anh đi tha phương được chứ. Cho nên tất cả lời nói của anh và Hồng Nô là lời thề đó. Anh vô dụng, không đáng cho em làm vậy đâu. Anh không đáng. Tôn đại ca, anh đừng nói như vậy nữa. Hồng Nô tuy là học hỏi ít thôi, chỉ là một nô tỳ hèn hạ. Đời này kiếp này được anh thương yêu, đó là phước đức đã tu được từ kiếp trước. Nên biết rằng lời thề của nam tử hán cũng giống như sự trinh tiết của người con gái, còn hơn cả mạng sống nữa. Cho nên hôm nay đã làm hết tất cả là vì tuân theo lời thề ước của anh, dựa vào gia thế của anh. Anh thiệt vô dụng, anh đã không coi trọng điều này. Em hy vọng sau khi em ra đi, anh có thể thật sự trưởng thành để mà làm người được. Hồng Nô, anh nghe lời em, anh nhất định làm lại cuộc đời. Miếng ngọc này của cha anh cho anh là bảo vật gia truyền, một đời truyền cho một đời. Em hãy nhận đi. Những cái này là những lời hứa hẹn bên ngoài thôi. Tôn đại ca đối với Hồng Nô, với ân tình này Hồng Nô sẽ ghi khắc. Em vẫn có thể nói với anh, sau khi thân em ở lại Triệu Quốc, con tim em vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Hồng Nô, anh đưa em tới đây là được rồi, đừng đưa nữa. Anh hãy tự bảo trọng. Cho anh tuyển thêm một đoạn nha. Hồng Nô, anh mong có một ngày em sẽ trở về với anh.
Tận nhị, tận nhị. Cha, cha. Cha, 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 cha. Lần này hoàng thượng chỉ hạ chức của cha mà thôi, tính ra đối với tôn gia nhà mình là đã khai ân rồi. Sau này con có còn cơ hội lập công, chỉ là đi theo các tướng sĩ của chúng ta đã hy sinh một cách hoàn uổng như vậy. Cha, cũng tại con tham công háo thắng, không chịu nghe lời khuyên của cha, con cũng muốn đánh thắng trận giặc này, nhưng mà lại không có biết cái cách dụng binh. Nói cho cùng, làm người cha như ta thật là vô dụng. Tuy là đã thuộc lòng tôn tử binh pháp, nhưng ta lại ngu muội, không thấu hiểu thấm nhuần để mà dạy lại cho con. Không phải. Tại cha đâu, tại con sai lầm thôi. Tên của con là do nơi ông cố của con đặt. Năm đó ông cố của con đã gặp được một quý nhân, biết được con sẽ là binh pháp danh gia, quán thế kỳ tài, cho nên đã đặt cho con cái tên này. Chữ Tẩn là ý nghĩa của sự rực rỡ, nhưng ai biết được đó cũng là sự diệt vàng huyền vọng. Con đã không nghiên cứu cẩn thận binh pháp, tối ngày chỉ lo ham chơi, làm phụ lòng của ông cố kỳ vọng về con và phụ lòng cha dạy dỗ con. Giờ này nói những chuyện đó đều không có ý nghĩa gì. Cha của con tư chất có hạn, và cũng đã cạn dầu đèn sắp tắt. Cha, 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 cha. Đời người khó mà tránh được cái chết. Ta chỉ là một con người phàm, chết cũng không tiếc. Điều nuối tiếc là khi sống không có kiến công lập nghiệp, cũng giống như ông cố của con, danh vàng thiền cổ. Ông đã từng nói: báo tử lù già, nhạn hoa lù thành. Cha đã nghĩ trước, sau này về chuyện môn đại tôn gia môn đình là do con đó tôn tẫn. Lão già, lão già, lão già. Cha, sống vì thông phú, sinh vì cái duyên, sống sống sinh sinh phú phú lo lo. Con đã suy nghĩ mấy đêm nay những chuyện lỗi lầm lúc trước là cũng tại do con mà ra, là cũng tại vì con tính tình ngang ngược. Từ nay trở đi, con sẽ từ bỏ tính kiêu ngạo, con sẽ ra ngoài tu luyện, phát triển hoài bão của mình.
để có thể ngẩng đầu lên không hổ thẹn. Tôn Nhi, lần này con đi xa mà lại không chịu mang theo gì hết thì cũng phải dẫn theo Tiểu Há. Nếu không ai con bị bệnh ở dọc đường hay là có chuyện gì xảy ra thì con phải làm sao? Thưa mẹ, lần này con đi xa là muốn tu luyện. Con chỉ muốn là tự bản thân của mình rèn luyện. Nếu như mà có người đi theo để hầu hạ phục vụ, như vậy so với ở nhà đâu có gì khác biệt. Nhưng mà trên đường đi rất là cực khổ đó. Thiếu gia, người không dẫn tôi nói đi thì dẫn tôi theo đi. Nếu như không may trên đường đi thiếu gia có bị bệnh hoặc có chuyện gì thì hãy còn có tôi để săn sóc cho huynh. Ai dạ, sao lại đánh tôi chứ? Tiểu Hóa, sau này ta không đánh ngươi nữa. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, sau khi ta đi thì mọi việc trong phủ nhờ ngươi giúp mẹ ta coi sóc giùm, có biết không? Thiếu gia, tôi không có nỡ lòng. Đừng làm vậy mà. Tôn Nhi, trong lúc lên đường con phải cẩn thận nha con. Thiếu gia, mẹ con lên đường nha. Sức khỏe nha. Thiếu gia, người cũng nên bảo trọng. Thưa mẹ con đi. Tôn Nhi. Thiếu gia, tất cả việc ở trong ngoài phủ tôi sẽ lo lắng hết. Tôn Nhi, con hãy bảo trọng nha con. Khanh, thật có mặt. Triều Dương Trấn báo tin dân làng trong thành đã mượn sự tăng thuế để thừa cơ sanh sự và phát động bạo loạn. Bản Dương ra lệnh phái người đi dẹp loạn, nhất định phải bắt những kẻ đó giáng tội nặng nề và trừng trị theo quốc pháp. Thần lãnh chỉ. Đi, mau lên. Bàn Nguyên, người hạ khác dân lành, lấy thế của mọi người, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi.
Một đám tàu loại nhỏ bé này làm sao có thể đối phó với chúng ta? Tiếp tục lên đường. Có phải tiếp tục đi triều Dương Trấn không vậy? Đương nhiên rồi, đó là ý chỉ của đại dương. Chẳng lẽ cái người sợ hay sao? Ngưng! Sao một bóng người cũng không có? Có phải đám bao giờ biết chúng ta tới đã bỏ trốn hết rồi không vậy? Hãy truyền lệnh của ta, cẩn thận phòng bị. Dạ. Ê, ôi, đèn kia có giếng nước kìa. Giếng nước kìa. Ngủ đi. Mở lên, mở lên, mở lên, mở lên. Mở lên. Mở nước đi, mở lên, mở lên. Mở lên. Có giếng nước nha. Giếng đã quá. Ê, là để dùng đi. Ủa đi. Ủa lên. Ủa lên đi. Đi. Ê. Chờ tôi với. Đã quá, đã quá. Cảm ơn. Đưa đây, tụi gì? Đưa đây. Bạn tướng quân uống nước đi. Hãy truyền lệnh xuống. Sau khi uống nước xong, hãy tuần sát xung quanh. Có thể có người trốn núp gần đây. Dạ. Ê, chờ tụi gì? Tôi nữa. Tụi gì? Lục xét, mở lên. Lục xét, mở lên. Báo cáo tướng quân, công xong rồi. Có chuyện gì? Xin mời theo tôi. Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vậy? Nữ cô độc. Nè, anh có sao hay không? Nước diễn có vấn đề. Tướng quân, trong đó có nhiều xác chết. Bàn phu nhân, bàn tướng quân đi qua triều Dương Trấn xảy ra bệnh ôn dịch, tất cả dân trong trấn bị truyền nhiễm đã bị chết hết. Còn bàn tướng quân thì sao? Theo báo cáo thì đã tới trấn rồi, nhưng mà đã bị thất lạc tin tức. Hả? Trấn có dịch, quay trở về đi. Tôi muốn đi triệu Dương Trấn. Ở đó có bệnh ôn dịch, bất cứ ai cũng không được vô.
Mong người hãy thông cảm, tướng công của tôi đang ở trong đó. Không được, đi đi. Lính đi cần. Chủ nhân của tôi là Tả Đô Quý. Thì ra là bạn phu nhân. Lúc nào có gì mạo phạm xin bỏ qua cho. Hoàng thượng mới xuống thánh chỉ, xóa bỏ Triệu Dương Trấn. Bỏ đi Triệu Dương Trấn? Chúng tôi bắt được một số bạo dân chạy thoát mới biết được rằng trong 3 ngày đã có hơn 2.000 người bị chết. Hoàng thượng không muốn bệnh ôn dịch lan tràn, không thi hành chính sách không được. Thì xin lỗi, chúng tôi không thể báo cho bạn tướng quân được. Không được, ta nhất định phải gặp tướng công của ta. Bạn phu nhân, đừng làm khó dễ chúng tôi mà, một lát nữa chúng tôi sẽ đốt khu núi này đó. Bà đi. Tướng quân, có người từ Triều Yên Trấn tới đó. Cứu mạng với, cứu mạng, cứu tôi với, cứu tôi lại, cứu tôi với, cứu tôi đi. Người đã mắc bệnh ôn dịch hả? Tôi sợ quá, trong trấn không còn mạng sống nào. Đi mau, khi nên chồng đi, mau lên, đi, mau lên, 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 mau lên. Mấy người đó sẽ không cho chúng mình qua đó đâu. Chúng ta hãy đi qua con núi này đi. Làm sao hả? Phu nhân, bạn đại nhân lúc nào cũng đối đãi với chúng tôi rất tốt. Nhưng lúc nãy phu nhân cũng đã nghe, họ nói là bệnh dịch lan tràn rất lẹ. Tuy là chưa kiếm được người thì mình đã chết rồi. Cái gì? Các ngươi không chịu đi hả? Được, ta không miễn cưỡng các ngươi. Một mình ta đi. Oh.
Sao mà có thể tới đây? Em rất lo lắng cho anh. Em biết ở đây có ôn dịch, em thật là lo lắng cho anh quá. Tìm Tìm người cứu lại anh đi. Không có ai chịu lại đây đâu. Người ta đã phong tỏa con đường này rồi, cấm không cho ra vô. Anh hãy kiên nhẫn chút đi, em nhất định sẽ cứu anh mà. Tướng công nè. Tướng công nè, chúng ta nhất định có thể đi ra. Thử thêm lần nữa nhờ. Thank you.
Tướng công, anh cảm thấy thế nào? Tướng công, anh hãy ráng lên nhờ, đừng có bỏ lại em. Tướng công, tướng công, anh sao rồi? Bàn tướng quân và phu nhân về tới kìa. Đấy rồi, bàn tướng quân. Bàn tướng quân. Bàn tướng quân à. Bàn tướng quân. Phu nhân. Phu nhân. Bàn tướng quân. Nè, cẩn thận nha. Đưa người chúng ta đi. Mau lên. Dạ. Bàn tướng quân về rồi. Bàn tướng quân về rồi. Cứu người mau đi. Bàn tướng quân. Sao vậy? Chỗ nào không được khỏe hả? Từ trước tới nay không có người nào quan tâm đến anh tốt như vậy. Anh ở trong trại nô lệ suốt 20 năm. Trong một địa ngục của nhân gian, không ai tôn trọng anh, không ai coi anh là một con người. Lúc anh mới 5 tuổi là không còn khóc được nữa. Thực sự không còn khóc được. Đến lúc khi làm đại quan thì thần dân đối với ta cung kính phụng thừa hoặc là phập phồng lo sợ, không bao giờ có người thật tâm đối đãi với ta. Cho tới lúc sau khi ta bị thương trở về, anh mới phát hiện được trên thế gian này còn có một người thật lòng quan tâm đến anh. Khờ quá, chúng ta là vợ chồng mà. Quẩn nữ, lúc trước anh chỉ nghĩ tới hoàng tò, thù tạc, không lúc nào lo lắng đến em. Thường nói là phu thê vốn là chim cùng rừng, khi gặp nạn rồi thì mảnh ai nấy bay. Em đã không những rời bỏ anh mà còn không tiếc mạng để cứu anh. Em đối với anh như vậy, thật anh thấy hối hận ở trong lòng, không còn mặt mũi nào để gặp em. Tấn công, làm vợ của người thì điều đó phải nên làm. Hơn nữa, nếu như tấn công có chuyện gì thì em cũng không có yên lòng sống trên thế gian này. Quản nữ, nữ là chồng nhận lời em, từ nay về sau anh sẽ càng yêu em hơn nữa. Không phụ lòng tốt của em đã dành cho anh. Lần sau chị sẽ tặng cho em một con nữa. Khang Nhi. Phó Tăng. Điện tướng quân. Chào cô.
Đây là chỉ tặng cho con, có đẹp không? Đẹp lắm, nhưng mà con phải biết lo cho nó cẩn thận, có biết không? Ừ. Ừ, sao cô ở đây? Tôn Tẩn không phải đã nhận lời với anh, nếu như đánh thua trận giặc thì Hồng Nô phải theo anh.